thao vip.com xin chào bạn. Hôm nay shop sẽ giới thiệu tới bạn chiếc xe đạp mới nhất của hãng xe đạp Na, đó là chiếc HBR99S. Đây là một chiếc xe đạp hybrid 3 trong 1, được sự kết hợp từ xe đạp địa hình, xe đạp đua và xe đạp touring. Hiện nay HBR99S đây là model mới nhất của hãng xe đạp Na, được sản xuất năm 2020. Hiện nay đang có 4 màu, đó là màu đen xanh lá, màu đen xanh, màu đen cam và màu đen đỏ. Vâng, ngay lúc này bạn có thể liên hệ với shop xe đạp thể thao vip.com để nhận giá tốt nhất, và bạn có thể đặt hàng, bạn thích màu nào thì bạn chọn màu đó bạn nhé. Đây là dòng xe đạp cao cấp luôn, hiện nay đã được dân chơi săn tìm rất nhiều khi mới ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ shop sẽ lấy một chiếc ra để soi cận cảnh từng chi tiết của chiếc xe đạp HBR99 này, để bạn xem sự chất lượng, sự đẳng cấp của nó. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và đây là chiếc xe đạp HBR99S màu đen đỏ, được sản xuất năm 2020. Vâng, xe này thì là được làm full nhôm từ khung nhôm, cọc yên nhôm, tay lái tô tăng hợp kim nhôm, càng nhôm đúc bạn nhá. Tiếp theo ba ga nhôm, ui dồi, nhiều nhôm quá. Rồi đùi điện Rogel cũng quả nhôm luôn bạn nhá, đùi điện của Rogel quả nhôm luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đi cận cảnh luôn. Đây là chiếc khung được hàn theo phong cách rất đẳng cấp luôn. Mối hàn nhôm là mối hàn to bạn nhé. Còn những xe sắt, xe thép thì người ta sẽ làm mối hàn bé bằng 1/3 mối hàn nhôm này thôi. Đấy, đây là khung nhôm cao cấp model HBR99S phiên bản mới nhất của hãng xe đạp Đài, mới cho ra mắt tại thị trường năm nay 2020. Toàn bộ tem của chiếc xe đạp này là tem phản quang, tem rất đẹp. Đấy, thay đổi màu sắc khi thay đổi góc nhìn, đặc biệt khi bạn đi ban đêm thì là sáng long lanh luôn bạn nha. À, và chiếc khung này thì được làm với size M, đây chữ M viết các cách điệu bằng tem phản quang. Đấy, bằng tem phản quang thì với size M này thì phù hợp với mọi chiều cao bạn nhé. Và với chiều cao của bạn thì việc thay đổi cái chiều cao của yên này với cái khóa cốc yên mở lắp nhanh rất dễ dàng. Đây, rất dễ dàng để thay đổi chiều cao. Đấy, cọc yên bằng nhôm, đây là gọi là cọc yên liền bạn nhé. Yên liền thì chỉ xuất hiện ở những dòng xe đắt tiền thôi. Đấy, yên lai, chiếc yên lai này là da mút mềm bạn nhé, rất mềm luôn, rất êm luôn. Tay lái nhôm, ba ga nhôm, đây ba ga nhôm bạn thể thấy mối hàn to đúng không ạ. Đèn phản quang đây, phản quang đây rất an toàn thì chạy ban đêm. Tiếp theo mình sẽ đi sâu về chiếc phuộc này. Đây là một chiếc phuộc cao cấp mà hãng Line đã tích hợp cho chiếc hybrid này. Đây là một chiếc phuộc đúc đây bạn nhé. Phuộc đúc có nghĩa là hai ống phuộc này sẽ đúc với nhau qua cầu này. Đấy, đúc liền luôn, rất cứng cáp, rất chắc chắn luôn. Ống phuộc này là được mạ bằng inox bạn nhé. Đây là mạ inox. Đó, có khóa, đây gọi là khóa hành trình hay là khóa phuộc, thì để bạn thay đổi chế độ cho giảm sóc hay không giảm sóc, và có cả nút chỉnh độ căng của phuộc ở bên này. Đấy, để bạn tùy chỉnh đúng không ạ. Đây, trắng bùn nhựa PVC, nhựa PVC rất là bền luôn, rất là bền luôn. Toàn bộ ốc được sử dụng cho chiếc xe đạp này là ốc inox bạn nhé, ốc inox 100%. Đây, tất cả ốc ở đây là ốc inox hết. Rồi, ok. Rồi mình sẽ nói thêm về cái cặp bánh của chiếc hybrid HBR99S này. Thì đầu tiên là may ơ, hay một số vùng miền gọi là húp hay đùm bạn nhé. Thì đây bạn nhìn này, đây là bạc đạn bi vòng, bi bạc đạn bạn nhé.
Thì đối với cái dòng bi bạc đạn này thì Mayer là những dòng Mayer đắt tiền, và bạc đạn này thì chạy rất là bon, là trớn, đúng không ạ? Đất bon, đất trớn và rất là ổn định, không có độ dơ. Và cái về sau này khi mà hỏng thì thay thế sửa chữa rất đơn giản. Tại vì đây những cái vòng bi này, những vòng bi tiêu chuẩn quốc tế, nó đều có thông số hết, thay thế rất là dễ dàng như là xe máy vậy bạn nhá. Vành nhôm hai lớp, đây vành nhôm hai lớp thì cực cứng luôn, cực cứng luôn. Đây là một lớp này, trong này có một lớp nữa. Đấy, người ta sẽ khoan thủng cái lớp bên trong để cho nó lòi cái chân lan hoa inox này ra để siết với lại lan hoa bằng thép này. Vành nhôm hai lớp, lan hoa bằng thép, chân lan hoa inox, lốp 700x38C. Lốp 700x38C, đây là một cặp lốp của Kenda. Vâng, Kenda thì nổi tiếng về song lốp rồi. Đây, Kenda. Kenda 700x38C, bánh trước bánh sau đều chạy bi bạc đạn hết. Vành nhôm hết, lốp Kenda bạn nhé. Tổng thể xe rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe đạp có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe địa hình, xe đua và xe hybrid. Đấy, bạn có thể dùng chiếc xe đạp này để đi tập thể dục, đạp trong thành phố, đi làm, đi chơi, đi picnic, cắm trại rất thoải mái. Khi đây bạn thấy này, đây là bánh trước chụp quả tháo lắp nhanh bạn nhé. Tháo ra để mình vứt vào ô tô, đến điểm chơi mình lại lắp vào đi đạp thong dong ngắm cảnh, rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về bộ truyền động của chiếc xe đạp này. Bộ truyền động của chiếc xe đạp này đang là lắp bộ truyền động Shimano. Và Shimano tay đề lip 8 số bạn nhé, tay đề lip 8 số, tay đề đĩa 3 số. Tức là xe này có 24 tốc độ, 24 tốc độ là 3 x 8 24 tốc độ. Với tay đề này là của hãng Shimano Antus bạn nhé, Shimano Antus. Tay phanh, phanh dầu Shimano. Và bạn biết là hãng Shimano nó chuyên sản xuất phụ kiện. Đây một hãng danh tiếng của Nhật. Những phụ kiện của Nhật làm thì rất là bền, ổn định và bạn thoải mái sử dụng luôn. Đây, phanh dầu thì thao tác bóp nhẹ, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, dễ dàng kiểm soát tốc độ và độ bền rất là cao. Rồi, tiếp theo đi đến cái gạt đĩa này. Gạt đĩa được sử dụng Shimano Touray. Vâng, Shimano Touray, gạt nít Shimano Touray. Đây là bộ truyền động chuyên dụng cho dòng xe Touring. Xe Touring bạn nhé. Xe Touring là xe đạp thành phố, xe đạp đường trường, đường dài. Để sử dụng bộ truyền động này sẽ đáp ứng được mọi cái yêu cầu thay đổi địa hình rất đa năng. Đùi đĩa Rogel, đây là đùi đĩa nhôm bạn nhé, đùi đĩa nhôm 3 đĩa 8 lít, xe siêu đẹp luôn. Đây mình quay luôn cái trục cốt giữa của chiếc này luôn. Cột giữa của đùi đĩa cũng chạy bằng bi bạc đạn luôn bạn nhé. Rất là bền. Đây bạn thấy không có sai số nào luôn, không có sai số nào luôn. Rất trơn, rất trớn, rất bon luôn. Xe đẹp mê ly luôn. Hiện nay HBR99S shop đang bán 4 màu. Đây là màu đen đỏ, đen cam, đen xanh và đen xanh lá. Bạn còn câu hỏi nào thắc mắc, vui lòng liên hệ với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại 098 331 5936. Shop luôn thường trực mở máy để trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và bạn đừng quên đăng ký kênh vào khung giờ sáng 9 giờ sáng hàng ngày. Shop sẽ đăng tải những video, trong đó có những video là những sản phẩm mới ra mắt tại thị trường của các hãng, cũng như những video đánh giá những video kỹ thuật, và có những video bán những sản phẩm khuyến mại với giá sập sàn. Chắc chắn bạn sẽ mua được chiếc xe đạp tốt với giá tốt nhất tại xe đạp thể thao VIP.com. Vâng, cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.